Giấm từ lâu đã trở thành thứ gia vị quen thuộc của người dân Việt Nam. Giấm được dùng chủ yếu trong chế biến món ăn và để làm sạch, sát khuẩn thực phẩm. Cũng giống như rất nhiều bà nội trợ khác, chị Hoàng Hương Giang cũng thường xuyên sử dụng giấm. Ngoài các loại giấm gạo, chị Giang cũng rất quan tâm đến giấm hoa quả, vì chị tìm hiểu và biết được rất nhiều tác dụng của loại giấm này. Mình thì thường sử dụng giấm vào chế biến các món ăn, ví dụ như là salad, nộm. Và cũng có thể là sử dụng giấm để uống, để nó kích thích cái đường tiêu hóa rất là tốt. Ví dụ như làm sạch rau hoặc là nấu những cái đồ món ăn như món lẩu chẳng hạn, cho chút chút giấm hoa quả cũng rất là ngon. Cơ sở mà người ta cũng uy tín thì làm lúc nào cũng rất là sạch sẽ và cái chất lượng cũng rất là hơn so với các sản phẩm công nghiệp. Giấm là một sản phẩm của quá trình lên men tự nhiên. Khi đường được ủ lên men bằng rượu, chúng ta sẽ thu được một loại dung dịch chua gọi là giấm. Nói đến giấm, người ta sẽ nghĩ ngay đến vị chua đặc trưng của nó và nghĩ ngay đến việc nấu nướng. Nhưng giấm nói chung, đặc biệt là các loại giấm hoa quả còn có rất nhiều tác dụng với sức khỏe. Giấm chung đều sản xuất từ rượu ra. Cái rượu kinh điển là rượu etylic và cái thành phần chính của giấm là cái axit acetic. Thế thì tất cả các hoa quả, thí dụ như quả nho, quả táo, thì trong đó nó có một cái thành phần là đường. Thế từ đường người ta mới ủ cho đường ấy thành ra rượu đã. Xong từ rượu nó mới biến thành giấm. Chứ không phải là từ cái quả nó biến ngay thành giấm. Thế thì trong cái các cái loại hoa quả khác nhau thì nó có lượng đường khác nhau và thành phần đường khác nhau, thì nó biến thành các loại giấm khác nhau và với các kỹ thuật ủ khác nhau. Kỹ thuật ủ ở nhiệt độ nào, rồi thời gian bao lâu, ủ trong các cái bình như thế nào, thì nó sẽ đưa ra các loại giấm, các loại rượu khác nhau. Mà các loại rượu khác nhau thì nó sẽ sinh ra các loại giấm khác nhau. Nói đến giấm ăn nói chung, chúng ta có thể liệt kê ra rất nhiều loại giấm khác nhau, như giấm gạo, giấm chuối, giấm táo, giấm dứa. Và cũng có rất nhiều cách khác nhau để tạo ra giấm, hoặc thủ công, hoặc công nghiệp. Nhưng giấm thủ công vẫn được khuyến khích vì nó tránh được nguy cơ sử dụng hóa chất mà người tiêu dùng rất e ngại. Khi làm giấm thủ công, người ta thường đặt trong lọ một lớp men vi sinh. Lớp men này càng ngày sẽ càng dày lên và làm cho hỗn hợp nước trong lọ trở chua thành giấm. Hầu hết các bà nội trợ Việt Nam đều gọi lớp men vi sinh này là con giấm. Giấm có tính axit và thường giúp cơ thể dễ tiêu hóa và giảm cảm giác ngán, ngấy khi ăn uống. Đặc biệt, khi ăn các món có nhiều dầu, mỡ mà sử dụng kèm những món có giấm thì sẽ rất dễ tiêu hóa, từ đó làm sạch ruột và giúp bảo vệ bộ máy tiêu hóa. Uống chút giấm pha loãng hàng ngày còn có thể trừ được cả giun đũa trong đường ruột, phòng tránh bệnh truyền nhiễm ở đường ruột. Giấm nói chung là một thứ tốt đối với cơ thể. Nó tốt ở cái chỗ tức là người ta đã biết sử dụng từ thời xa xưa rồi. Tức là cách đây độ khoảng 5.000 năm nhân loại đã phát hiện ra giấm rồi, từ hoa quả đấy. Thế còn thì trong y học ấy, Hippocrates cũng đã biết dùng giấm trộn với mật ong để chữa bệnh rồi. Tức là khá sớm. Thế thì tác dụng của giấm ấy, nó có mấy thành phần. Một là các loại axit, trong đó có axit acetic là chính. Thế cái axit này thì nó có cái tác dụng là
Một tức là nó giúp cho bảo quản các cái thực phẩm mà có các nhóm vitamin B, C dễ tan trong nước thì chậm tan hơn. Cái thứ hai nó làm tươi rau. Giấm sở dĩ có khả năng hạ thấp cholesterol bởi trong giấm có axit carbonic và vitamin C. Axit carbonic có trong giấm thúc đẩy cholesterol trong đường ruột bài thải theo phân ra ngoài, làm giảm thiểu hàm lượng cholesterol trong huyết tương và các tổ chức. Cho người có hàm lượng cholesterol cao uống vitamin C thì cholesterol và mỡ trong máu sẽ giảm xuống. Giấm còn có tác dụng bảo vệ vitamin C trong thức ăn không bị mất đi. Bên cạnh tác dụng giảm cholesterol, giấm còn có tác dụng giảm cân rất tốt, đặc biệt là giấm táo. Trong giấm có axit amin. Ngoài khả năng thúc đẩy cơ thể chuyển hóa, làm tiêu hao năng lượng ra, còn có thể giúp trao đổi chất đường, nhờ đó giảm béo cơ thể. Giấm nó giúp cho cơ thể hấp thu vitamin nhóm B và C dễ dàng hơn. Cái tác dụng thứ ba, tức là giấm nó có cái tác dụng là nó hạn chế các cái độc. Thí dụ như chúng ta biết các cái thịt ướp này, các cái dưa muối này thì có cái chất gọi là nitrat. Nitrat nó biến thành nitrin. Nitrin này thì biến thành một cái chất mà có thể gây ung thư được. Thế thì cái giấm nó phá hủy cái nitrin đi. Cái giấm khi mà ăn vào cùng với lại các cái thí dụ như ăn miếng xúc xích chẳng hạn, nó có cái chất nitrat bảo quản. Thế thì nó phá hủy cái đó đi và nó hạn chế cái gây ung thư cho con người. Nhờ có tính axit mà giấm còn có tác dụng làm tươi thực phẩm và sát khuẩn rất tốt. Người ta thường sử dụng giấm để làm sạch gà hay lợn, cá. Giấm cũng được dùng để ngâm rau, hoa quả, giúp sát khuẩn và tươi lâu. Ngoài ra, khi ăn những loại đồ ăn nhanh, thực phẩm có nguy cơ sử dụng hóa chất cao, chúng ta cũng nên ăn kèm với một chút giấm hoa quả để đào thải bớt độc tố. Giấm còn có tác dụng để làm đẹp. Người ta thường sử dụng giấm để làm sạch da và sáng da. Ngoài ra, giấm còn có tác dụng trị mụn trên da. Giấm nói chung và các loại giấm hoa quả đôi khi còn là chất xúc tác không thể thiếu để tạo nên hương vị của các món ăn như làm salad. Giấm dùng để trộn các món nộm, giấm dùng để nấu canh chua hay sử dụng giấm tạo vị chua cho nồi nước lẩu. Ngày nay, khi khoa học phát triển, người ta thường quan tâm hơn đến các loại giấm hoa quả. Có rất nhiều loại giấm hoa quả khác nhau, nhưng thường xuyên được sử dụng vẫn là giấm táo, giấm dứa và giấm chuối. Giấm hoa quả thì có cái ưu điểm là chúng ta khi chúng ta ra sử dụng cái sản phẩm giấm đó thì là sẽ có những cái hương, một cái vị rất đặc trưng của hoa quả và nó có tốt cho sức khỏe. Và có thể chúng ta tận dụng gia đình chúng ta, ví dụ chúng ta gọt quả dứa chúng ta ăn thì cái nõi dứa và cái mắt dứa chúng ta có thể chúng ta xay ra chúng ta làm giấm được. Ví dụ chúng ta làm, có thể chúng ta sử dụng trong cái món trộn salad chẳng hạn thì sẽ tạo những cái hương thơm, hương vị đặc trưng. Ví dụ như là chúng ta trộn salad sẽ có những hương vị đặc trưng, ví dụ như giấm chuối, giấm bia, giấm dứa thì sẽ có mùi đặc trưng và cái kích thích người sử dụng đó, kích thích cái cảm giác trị cảm quan nó cao lên để tạo cho người ta cảm thấy món ăn nó ngon hơn. Giấm nói chung và giấm hoa quả nói riêng rất tốt cho sức khỏe. Nhưng không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể dùng giấm tùy tiện mà cần sử dụng hợp lý thì mới mang lại hiệu quả cao nhất. Giấm chỉ nên ăn có liều lượng, vì nếu sử dụng giấm hoa quả và các loại giấm nói chung với liều lượng quá mức hoặc trong một thời gian dài, lại có thể gây ra những tác hại cho sức khỏe, như làm suy yếu men răng, kích thích tiêu hóa. Ví dụ,
nếu uống giấm trong bữa ăn, chúng ta nên pha loãng một chút giấm với một cốc nước lọc và uống để đào thải độc tố và giúp dễ tiêu. Nếu không, chỉ nên dùng giấm trong các món ăn làm gia vị sao cho phù hợp. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, tiêu thụ quá nhiều giấm táo có thể dẫn đến nồng độ kali trong máu thấp, hạ kali máu và mật độ xương thấp. Điều này dễ dẫn đến bệnh loãng xương. Giấm được coi là một loại thực phẩm có tác dụng giải độc cho cơ thể. Tuy nhiên, một số người khi dùng thực phẩm này lại thấy xuất hiện triệu chứng ợ nóng, tiêu chảy, khó tiêu, đau bụng do lượng axit trong giấm không được trung hòa trong cơ thể. Đây là những khó chịu ở đường tiêu hóa rất phổ biến và gặp phải ở nhiều người, nhất là những người tiêu thụ quá nhiều giấm táo. Đặc biệt là với những người bị đau dạ dày hay có vấn đề về đường tiêu hóa, thì biểu hiện này càng rõ ràng. Nếu chúng ta gặp phải những biểu hiện này, thì hãy giảm liều dùng hoặc ngừng sử dụng giấm để tránh tác dụng phụ của nó. Tôi xin thưa rằng thành phần của giấm chủ yếu là axit, cho nên cái độ pH của nó là rất là cao. Thế cái này thì là nếu như chúng ta lạm dụng cái giấm thì nó sẽ làm cho ta ở tình trạng là độ pH ở trong máu của chúng ta bình thường nó là 7,4. Bây giờ nếu mà chúng ta ăn nhiều giấm vào ấy thì độ pH nó không phải là 7,4 mà nó xuống là 6, mấy chẳng hạn thì nguy hiểm lắm. Nó làm rối loạn chuyển hóa chất ở trong cơ thể. Bởi vì cái môi trường nào thì có cái cách chuyển hóa đó mà. Cho nên là có người là uống giấm để tiêu mỡ không hoàn toàn tốt đâu. Bởi vì là phải có liều lượng. Đau dạ dày mà ở chua nhiều quá thì không nên ăn giấm. Hoặc là trẻ con còn bé quá thì cũng không khuyến khích là nó ăn chua làm gì nhiều. Và cái nữa tức là giấm ấy, thì chúng ta biết là nó chỉ dùng liều lượng nhỏ ở trong bữa ăn thôi. Nó là một loại gia vị thôi. Thì ở trong bát phở một chút, trong cái bát canh một chút để là gây cái chua, để nó kích thích cho ăn uống, nó tăng tiết dịch vị. Chứ bây giờ ta làm chua quá ăn thế nào được mà nó phản tác dụng đi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu ý đến những tương tác của giấm với các loại thực phẩm và thuốc khi sử dụng. Giấm táo có thể tương tác với một số loại thuốc như thuốc trợ tim, thuốc lợi tiểu như Lasix, thuốc nhuận tràng theo toa và insulin. Sự tương tác này có thể làm giảm hoặc mất tác dụng của các loại thuốc bạn đang dùng. Thậm chí còn có thể gây ra phản ứng dẫn đến tác dụng phụ khi dùng cả hai loại này cùng thời điểm. Vì vậy, những người đang dùng các loại thuốc này thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi muốn dùng giấm táo để chắc chắn rằng nó sẽ không tương tác với bất kỳ loại thuốc nào. Giấm nói chung và giấm hoa quả nói riêng có rất nhiều tác dụng với sức khỏe. Chúng ta nên tìm hiểu về loại sản phẩm này để sử dụng trong đời sống, trong bữa ăn hàng ngày. Ngoài ra, cũng cần tìm hiểu về lưu ý khi sử dụng giấm để đạt được hiệu quả cao nhất.